Hello mọi người, chúng ta quay lại với Doki Doki. Và đây chính là phần đen tối của game. Gọi là nhân vật Sayori sau khi treo cổ xong bị chấp vá và các nhân vật khác. Mà tôi thấy là, gọi là chấp vá của các nhân vật khác mà thấy là đa phần là Monica. Thì cái đáng chuẩn chỉ luôn rồi. Cũng tuyến mà. À, như mọi người đã biết là chúng ta đã kiếm đủ nút thắt của ba nhân vật Yuri, Natsuki và Sayori. Đây. Và rồi chúng ta tiếp tục. Trời ơi. Hello, phải chơi mới đó. À không, chúng ta chơi mới cơ. Nó có hết của mình hả? Mọi người chờ mình một tí để mình đi hỏi xem có cô này bị hằng không. Khi mọi người ơi, bạn Fiona bạn bảo là có thể chơi tiếp được mọi sau khi khởi động lần hai Monica xóa tên Sayori thì bad hay bad nó vẫn xóa hết cả Sayu. Ờ ok. Ok, mọi người thấy đây bạn bảo là tiếp tục được. Ngon. Bạn nghe thấy tôi không?
Có vẻ như thật sự là cái ending của chúng ta sẽ có thay đổi rồi. Tại vì nếu mà theo cái ending thì khi đến đoạn thơ mở này thì chúng ta thấy một bức tranh có hình Sayori treo cổ. Nhưng không, thay vì đó chúng ta đã có một lá thư mới. Và nó ghi là bạn nghe thấy tôi không? Tôi không chắc nữa. Có lẽ là có chăng? Vì nếu không có thì chắc chắn 100% mình không thể nằm ở dưới cái bếp này được. Dạ rồi mọi người muốn mình theo nhưng mà sao Yuri hay là Yuri trước nào? Yuri nhá mọi người, Yuri trước đi. Mọi người soi kỹ Yuri xem có thấy cái sticker kinh dị không nhá. Mình cố gắng cả 20 từ đều là 20 từ của Yuri. Mình vừa nói xong thì mất một từ rồi mọi người. Hình như là không ra sticker rồi mọi người. Ui. Đen. Đúng. Bất thường. Không làm đâu. Đã chơi qua mấy lần nhưng thật sự tôi vẫn bị mấy pha jump scare này hù cho giật người. Thật sự á, dù đã nhìn qua rất nhiều lần rồi á, tính cả lần chơi thử nhưng mà lần chơi thực xong rồi một trận lần chơi lại do lỗi chó tịch file, xong rồi một trận chơi lại nữa do lỗi game và vài ba lần chơi lại nữa để trải nghiệm lại game và mình đã vẫn bị nó hù như thường. Và xóa rồi tải lại là banding. Mình phải làm thời gian để mình có đi làm toán nữa rồi. Thank you.
Zombie. Ok, vì hồi trước bọn mình đã đa phần đều là chọn những cái từ ngữ mà Yuri thích. Đây là cái kết có thể nói là luôn luôn là mang tính chất của Yuri. Nên lần này bắt đầu từ lần nào hơn 2 thì bọn mình sẽ chọn những cái từ mà match kín nhá. Ui!
Thôi lần thứ ba bọn mình sẽ chọn những từ mà chị kỳ thích nhé. Lần này có vẻ là những từ mà chị kỳ thích và những từ của Yumi đã cân bằng rồi. Tại vì khi thằng em mình chọn từ nguyên thể ở thể và từ nguyên thể là một trong những từ tử của Yumi á. Em thật em chọn một phát là nó biến sang cái dạng mà chị ơi vẫn chưa bao giờ gặp luôn. Giỏi con què, cái gì kiếp được. Nó vừa ghét thì cả nhà hài hước vào à, với tình tiết kiểu bóp đồng đội một cách tưởng lợi đấy chưa nghe từ game chuẩn lần trước là ở Bad Ending là có này không mọi người? Bad Ending hay Bad Ending nhỉ? Bass cái gì kệ đi. Một giấc mơ tôi đến chơi nhà bạn. Ở đây có thầy. Ở đây cả thầy có 4 người. Tôi chìm vào giấc ngủ khi bọn họ mải trò chuyện và xem TV. Trong giấc mơ tôi vẫn đang ở nhà người bạn. Nhưng điều khác biệt là bộ phức tử xung quanh đinh cắm lỗ chỗ và đâu ra những người tôi không biết mặt.
Nếu mà trận này mà thua thì nếu mà tôi không chửi thằng Messenger được rồi, có chó lợn đúng không? Suy ra thằng chỉ cần chửi con Messenger được mà. Có khi là kiểu là nó không biết là ông bố mơ ông bảo là phải nhắn cùng tôi đây chứ mình nhắn tin biết được. Là thư này.
này là vốn là xác định là để bọn mình không đọc được, nhưng mà căn bản ra là vẫn hiểu á, tại vì nó một nó đã có hợp lý rồi, nó là chuyện dịch tí á. Có không vậy đấy? Để dùng sẽ phạt hơn bạn. Thêm rất nhiều thứ mới rồi đó. Em thương em tạm dừng đấy.